Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài ôn tập biểu đồ tranh có thể, chắc chắn và không thể. Vở bài tập môn toán lớp 2, bộ sách Chân trời sáng tạo. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 120 nào. Chúng mình sẽ đến với bài số 1 này. Người ta yêu cầu cái gì đây? Đây là các bạn trong đội thể dục đồng diễn, đội thể dục dụng cụ và đội cổ động viên của lớp em. Đó. Như vậy đây chúng ta sẽ phải phân biệt ra đội đồng diễn, đội dụng cụ và các cổ động viên. Rồi, câu A này. Đếm số bạn ở mỗi đội, đánh dấu X vào bảng. Mỗi X thể hiện số bạn. À, như vậy thì chúng mình phải đếm. Đếm trước đã đúng không? Rồi, chúng mình sẽ xem là những cái bạn mà ở đội gì đây? Đội đồng diễn. Những bạn đồng diễn thì chúng ta sẽ thấy là gì? Sẽ có những cái bông này này, các bạn sẽ cầm này các em. Đấy, các bạn dụng cụ thì chúng ta phải có cái dụng cụ ở trên gì? Trên tay. Còn các bạn cổ động viên thì người ta sẽ là gì? Hai cái tay ra để người ta gì? Chào đón. Như vậy mình sẽ đếm trước đã nhá. Đếm sau đó mình mới gì? Mới đưa vào trong cái bảng được. Như vậy chúng ta thầy sẽ ghi tắt thôi. Đồng diễn nè. Đồng diễn chúng ta sẽ đếm là bao nhiêu? Rồi, dụng cụ nè. Chúng ta sẽ đếm xem nó là bao nhiêu bạn. Được chưa? Rồi, cổ động viên. Chúng mình cũng sẽ đếm. Đó, bởi vì ta yêu cầu mình phải đếm cái này xong. Rồi, trước hết mình đếm các bạn đồng diễn nè. Đây, những bạn đồng diễn nè. Các bạn sẽ có cái bông để chúng ta thực hiện các cái bài, các động tác này. 1, 2, 3. Đấy, hàng một hàng là 3 đúng không? 4 nè. 5 nè, được chưa? 6 nè, 7 nè, 8. Như vậy sẽ có mấy? 8 bạn ở cái đội đồng diễn nè. Số lượng là 8. Rồi, chúng ta sẽ đến những bạn mà biểu diễn bằng dụng cụ nè. Dụng cụ thì các bạn sẽ có nè. Phải có dụng cụ ở trên tay đúng không? 1. Rồi, đây là cổ động viên. Bạn này nữa là 2 nè. Bạn này dụng cụ là dây nè. 2. Đúng không? Đây bạn này bằng bóng nè, 3 nè. Đấy, bạn này thì dụng cụ là bằng bóng nhá. Rồi, bạn này bằng gì? Bằng vòng nè. 4 nè. Như vậy có mấy? 4 bạn. Dụng cụ sẽ có 4 bạn. Còn lại là cổ động viên nè. Các em sẽ thấy các bạn cổ động viên thì không có cái gì đúng không? 1 2 3 4 được chưa? 5 nè. 6. Như vậy có 6 bạn cổ động viên. 6 bạn chúng ta sẽ ghi vào cái bảng này là 6 nè. Rồi giờ chúng ta đã tìm được số lượng rồi. Ta yêu cầu cái gì đây? Đếm số bạn. Đây chúng ta đã đếm xong. Mỗi đội đánh dấu X vào bảng và mỗi cái X này này sẽ thể hiện cho một bạn. Vậy bây giờ chúng ta thấy này, đồng diễn mình có mấy bạn? 8 bạn nè. Thầy viết con số đây đi nhá. Chúng ta dễ. 8 bạn. Dụng cụ là 4 bạn. Và cổ động viên là mấy? 6 bạn. Đó. Như vậy giờ mình chỉ việc đánh gì? Dấu X ở đây là mấy? 8 cái dấu X thể hiện cho 8 bạn. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè, 7 nè, 8 nè, được chưa? Rồi đến gì? Thể dục dụng cụ này, mấy bạn? 4 bạn nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Rồi đến cổ, các bạn cổ động nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6. Đấy, xong chưa? Đấy, khá là dễ dàng đúng không? Khi chúng ta đã biết cách làm. Đấy, quan trọng nhất là chúng ta phải đếm được đúng cái số lượng như thế này thì chúng ta mới biểu diễn vào đây được nhá. Rồi sang câu B.
viết tiếp vào chỗ chấm đội có nhiều bạn tham gia nhất. Đây, chúng mình nhìn vào đây là thấy này. Đội nào? À, đội đồng diễn, đúng không? Đội đồng diễn nè. Có nhiều bạn tham gia rất. Có mấy bạn? 8 bạn. Quá dễ. Đội mà có ít bạn tham gia nhất là đội nào? Số 4 hả? Đội dụng cụ nha. Đội thể dục dụng cụ. Các em ghi cho đầy đủ lại đi nha. Thầy sẽ ghi cho nó đầy đủ. Đội, tôi gọi ở trên là gì đây? Đội thể dục đồng diễn thì mình phải ghi là đội thể dục đồng diễn. Không có chúng ta ghi tắt quá thì giáo viên lại bắt lỗi nha. Thể dục đồng diễn. Em nào đã lỡ ghi đồng diễn rồi cũng được, không sao nha. Rồi, thứ hai chúng ta xác định được đó là đội thể dục dụng cụ. Có ít bạn tham gia nhất, số lượng mấy? Số lượng mấy đây? 4 bạn thôi đúng không? 4 bạn. Hai đội thể dục có tất cả là bao nhiêu? Kem nhẩm thôi. 8 cộng 4 là 10. 12 bạn. Được chưa? Xong nhá. Rồi bài số 2. Điền vào chỗ chấm có thể, chắc chắn hoặc là không? Không thể. Như vậy đây bạn Mai bạn đang bịt mắt nè. Trong cái gì? Trong cái hộp này nè, mà bạn muốn lấy này này, chúng ta thấy có một khối trụ, hai khối trụ này. Vậy thì Mai ở đây sẽ lấy được một khối trụ. Vậy chúng ta sẽ ghi là có thể hay là chắc chắn hay là không thể. À, bởi vì sao? Bạn ấy trong ở đây là có gì? Hai cái đều là khối gì? Khối trụ cả. Như vậy thì bạn ấy lấy thì chúng ta sẽ ghi đây sẽ là gì? Chắc chắn sẽ lấy được, đúng không? Đó, chắc chắn là bạn sẽ lấy được một cái khối trụ, đúng không? Đó. Rồi cũng tương tự như vậy, ở trong cái hộp này thì lại có một trụ và một cầu. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ dùng từ gì? Có thể, đúng không? Có thể bạn sẽ lấy được nếu như bạn ấy chọn đúng vào khối trụ, đúng không? Còn không đúng khối trụ thì bạn sẽ chọn khối cầu thôi. Được chưa? Vậy thì dùng từ có thể nha. Rồi, như vậy ở đây thì lại có mấy? Hai cái khối cầu rồi thì sẽ có lấy được khối trụ không? Không thể, đúng không? Này chúng ta sẽ điền từ Mai sẽ không thể lấy được cái khối trụ. Được chưa? Ổn chưa nào? Đó. Như vậy thì chúng mình đã hoàn thành cái bài số 2 này. Rồi, và đây cũng chính là cái bài cuối ở trong phần luyện tập về biểu đồ tranh có thể, chắc chắn và không thể nhá. Đấy, ở cái tiết sau thì là cái tiết thực hành và trải nghiệm này, gấp cái thùng rác hình hộp chữ nhật. Đấy, cái phần này thì các em có thể tự làm theo những cái bước hướng dẫn ở đây. Đó, thầy sẽ không có hướng dẫn cái tiết này nha. Hẹn gặp lại các em ở trong cái tiết kiểm tra cuối năm. Rồi, đừng quên chia sẻ kênh cũng như video này đến cho bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình các em nha.